Đến năm 2030, Bình Định sẽ có 21 đô thị, gồm một đô thị loại 1 đó là thành phố Quy Nhơn, hai đô thị loại 3 đó là thành phố An Nhơn, thành phố Hoài Nhơn và ba đô thị loại 4 đó là thị xã Tây Sơn, thị xã Tuy Phước và thị trấn Cát Tiến. 15 đô thị loại 5 đó là thị trấn Vĩnh Thạnh, Vân Canh, An Lão, Tân Bạc Hổ, Phú Mỹ, Bình Dương, Ngô Mây, An Hòa, Mỹ Chánh, Cát Khánh, Canh Vinh, Mỹ Thành, Mỹ An, Cát Khanh và Ân Tường Tây. Trong đó các đô thị trọng tâm được định hướng phát triển như sau: về thành phố Quy Nhơn sẽ mở rộng ra khu vực phía đông bắc, lấy đầm Thị Nại làm trung tâm và xây dựng khu trung tâm hành chính mới của tỉnh tại khu kinh tế Nhân Hội. Về thành phố Quy Nhơn, thành phố sẽ là động lực phía nam của tỉnh Bình Định về công nghiệp, về đầu mối giao thông và đa chức năng. Thành phố Hoài Nhơn, đây là động lực phía bắc của tỉnh, phát triển công nghiệp hiện đại gắn liền với kinh tế biển. Về thị xã Tây Sơn, đây sẽ là một khu vực được phát triển, quy hoạch và định hướng trở thành một trung tâm và đô thị du lịch lịch sử văn hóa. Và thị trấn Ngô Mây sẽ phát triển công nghiệp sản xuất gắn liền với điện tử, công nghiệp nhẹ, khu công nghiệp Hòa Hội. Như vậy, trong bản định hướng quy hoạch lần này thì chúng ta thấy nguồn vốn đầu tư sẽ được rót từ các khu vực trọng điểm, các thành phố trọng điểm, rồi sau đó mới đến với các vùng nông thôn. Và trong đó Hoài Nhơn và Quy Nhơn sẽ là hai nơi được rót nhiều vốn nhất. Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2023, tại trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 và 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đến năm 2030, Bình Định sẽ trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ với năm mũi nhọn chính, đó là công nghiệp, dịch vụ du lịch, cảng biển, logistics, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đô thị hóa. Toàn tỉnh sẽ chia thành hai phân vùng kinh tế chính. Phân vùng phía bắc gồm 4 đơn vị hành chính, bao gồm đô thị Hoài Nhơn và các huyện Phú Mỹ, Hoài Ân, An Lão. Vùng phía nam gồm 7 đơn vị hành chính, đó là thành phố Quy Nhơn, đô thị An Nhơn, Tuy Phước, Tây Sơn, các huyện như là Vân Canh, Phù Cát, Vĩnh Thạnh. Và trong bản quy hoạch lần này thì tỉnh cũng đã đưa ra 3 cực phát triển chính, đó là thành phố Quy Nhơn và các vùng phụ cận là động lực chính, là hạt nhân phát triển phía đông nam của tỉnh Bình Định. Thị xã Hoài Nhơn là cửa ngõ phía bắc, đồng thời là hạt nhân thúc đẩy sự phát triển phía bắc của tỉnh Bình Định. Huyện Tây Sơn và là hạt nhân thúc đẩy phát triển khu vực phía tây của tỉnh. Với việc xác định rõ ràng và tầm nhìn xây dựng theo đúng và đồng bộ với quy hoạch của cả nước, các điểm thắt nút trước đây hầu như đã có những cái phương án tháo gỡ rõ ràng. Đây sẽ là đòn bẩy đưa Bình Định bứt phá và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.